rời lắm, kịp tìm cái xe luôn. Nó kêu lọc cọc lọc cọc á, để em làm khắc phục luôn. Nó rung, nó rần ra đầu ghê lắm, nó rung ra đầu luôn á. Vậy nó giật cái đầu đúng không? Rồi để mình làm khắc phục hết cái lỗi này, vậy cho nó bóc bóc nó nhẹ hơn nha. Để mình test cái dặn là đi nó không có bị trượt hay là bị tụt. Làm cái bảo hành 6 tháng cho anh em nha. Đây chiếc Vespa Spring này, xe này mình làm nồi, bô, lọc gió với gắn một số đồ chơi như là bao tay nè, gù, đại thắng, đèn đây, cái carbon nè, cái đèn lồng pha. Có hai chế độ luôn, rất là sáng nha anh em. Rồi cái mâm đồ chơi King Speed CNC. Rồi đĩa heo Fando. Rồi một chiếc sau ba Yoka. Rồi cái gác chân nè, cái nắp này. Nói chung gắn rất là nhiều nha, hầu như là hết luôn á. Một sau, trước sau luôn. Nồi mình làm full nồi bố carbon, bô mình móc theo bài, đi chậm thì nó im. Anh em yêu cầu hai mình nha. Em mà bắt sắt nữa, bắt chậm đẹp nhỏ các này, rồi bô lọc gió, xe thì số khá đẹp luôn nha anh em, 86699, đèn quá đẹp luôn. Đây chiếc Vespa Sprint. Cái nồi nó chạy nó yếu xìu mà nó rung ở đầu nữa. Mà dặn như nó bò không á, mình có quay trước khi chạy cho, trước khi làm cho anh em coi á. Thì cái bố này bố zin nó không có chạy được. Đó. Nó cứng nhắc à. Thì mình dặn á, cảm giác nó bắt vô cái chuông nhưng mà nó trượt cái nó mới đi. Bên mình á làm á, đi bố carbon. Đây cho anh em xem nó khác biệt cái gì. Đó, đây nó có những cái hạt kim loại nè, khi mà nó bám vô cái chuông đó, nó bắt luôn nha. Còn cái càng zin á, để mình quay mình so sánh cho anh em coi nó khác nhau cái gì. Đây cái càng mình già là làm nó dài hơn, cái thân nó rộng hơn, làm mà mình ba anh em chạy
á, mạnh hơn, đời ba có hơn, để rút hậu hơn so với zin rất là nhiều. Ví dụ như 125 mình làm nồi sẽ chạy ăn được 150 zin. Rồi làm lần bao anh em chạy. Cái nồi zin đó thì nó lên tới đây thôi, nó đứng. Mình làm nồi xong nó mở cái tua lên đây nữa. Chứ cái xe nó đi có đời có hậu không? Giống mấy cái chiếc Vario SH là mình hay làm á. Tại do cái xe bít ba phải bắt cái lốc nồi vô nó mới dặn ra được. Em thôi mình quay cho anh em coi. Rồi mình làm rồi mình bao anh em chạy nha. Xe này biển số khá đẹp luôn. 866. Đây một cái bà GTS nữa. Mình làm đầy đủ ha, cái thắt 350 rồi mình có làm hết. Đây cái Vespa Sprint. Cái này lên một số đồ chơi. Rồi làm full nồi. Với lại hai cái lọc gió trụ như là móc bô nhẹ. Xe này làm nồi mình thay gánh bi, bẻ độ. Bên trong bên ngoài luôn nó mở cái tua lên đây nè. Còn zin thì lên tới đây thôi. Bố rồi mình đi bố carbon nha. Chuông mình làm là khắc phục tuyệt đối cái lỗi rung ga đầu và đặc biệt nồi rất là im, không có kêu xào vậy đó, dặn là có nhưng mà đi bình thường rất là im. Hai cái lọc gió trụ cho cái lượng gió nó nhiều hơn nè, gắn vô đây. Bô thì mình móc nhẹ theo bài, đi ga đầu thì nó im. Xe này cái do lên một số đồ chơi nha. Bao tay nè, gù tay thắng, mâm xin si phục ba gió ca heo rem bò dây ngắt dầu phục với cả chiếc sau luôn nha. Xe này vô cũng rất là nhiều đồ chơi á, cũng mấy chục triệu đó. Rồi bây giờ mình ráp vô mình test cái đầu bóc nó cho anh em xem ha. Để lên mấy cái phần carbon da rắn nữa nè, đèn bị cầu nữa luôn. Dặn ra đây nó không có bị trượt hay là bị tụt nữa. Làm cái bảo hành 6 tháng cho anh em nha. Đây bộ ba SH350 màu xi măng, nồi bô lọc gió, phía đây là nồi bô xăng lửa, nó là 7 300 Vario Airblade hẹp 300. Mình làm đầy đủ hết nha. Ẹt nhỏ, ẹt tự động. Thằng tí.